Sáng ngày 12 tháng 1, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Huy Tiến, 33 tuổi, trú tại xã E Bờ Hốc, huyện Chư Quynh và Đoàn Ngọc Quý, 29 tuổi, trú tại xã Đu Cơ Ma, huyện Cờ Rông Anna, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm. Trước đó, hai đối tượng này đã đi Bình Phước mua 76 bánh pháo hoa nổ với tổng trọng lượng 126,2 kg, khoảng 5 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2023 trên đường vận chuyển về thành phố Buôn Ma Thuột. Đến địa phận xã Hòa Phú thì bị phát hiện và bắt giữ. Được biết, Quý từng có một tiền án về tội đánh bạc, Tiến từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản.